không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Ông xã à, cả đời á em cũng không tưởng tượng được trong nhà mình nó lại có thang máy. Anh cũng vậy đó bà xã. Em thấy chúng ta ở đây á giống như hưu hơn là làm việc ở đây đó. Thì em cứ xem như vậy hưu đi. Shhh. Sao vậy? Anh có nghe thấy gì không? Nghe thấy gì? Có tiếng vọng lại. Em khoa trương quá đi à. Tiếng vọng lại của anh còn lớn hơn em nữa. Ở Bắc Kinh á, nhà cỡ nào á chỉ là chuyện nhỏ thôi à. Em tưởng là Hồng Kông sao? Cái gọi là biệt thự á, cả ban công cũng tính vào đó luôn. Hay, nghĩ lại chúng ta ở Hồng Kông cũng chỉ là ở phòng trọ thôi ạ. Thì đó. Ủa, sao tài xế tới sớm quá vậy? Không sao hết, để anh nấu luôn phần ăn sáng cho em ăn đã. Ê, đừng mà. Ngày đầu tiên đi làm á, đừng có đi trễ, đi sớm. Yên tâm đi, anh lên mạng kiểm tra rồi, có mấy trạm xe điện ngầm quẹo cái là tới công ty rồi. Nhưng mà tối nay á, em muốn sau khi anh tan ca, chúng ta đi dạo Bắc Kinh đi ăn đồ ngon, trải nghiệm cuộc sống về hưu giả này. Đi làm sớm, tan ca sớm, ý hay đó. Bà xã, có một mình em ở nhà ổn chưa hả? Ổn mà, em đã đăng ký tour khu vực rồi. Vậy thì tốt. Được rồi, đi làm nha. Cảm ơn. Cố lên nha. Nhớ anh lắm. Anh cũng vậy, nhớ em lắm. Thôi anh đi nha, bye bye. Cố lên nha. Bị cái gì vậy? Anh Từ ơi, ở bên này trường hãy sửa đường cho khuyên anh lần sau phải ra cửa sớm đó. Vậy thì tôi phải đợi bao lâu nữa hả? Không có đoán được. Sao tự nhiên lại sửa đường vậy ta? Theo tôi thì con đường này không có tư duy thiết kế, tư duy chiến lược và tư duy tiên tiến, tư duy điều hòa. Cho nên có thể nói là họ chỉ sửa đối phó thôi, không có giải quyết vấn đề trọng điểm gì hết trơn đó. Nếu như tôi từ đây đi bộ tới công ty thì phải mất bao lâu? Đại khái gần 2 giờ. 2 giờ hả? 2 tiếng đồng hồ đó. 2 tiếng à? Đi xe điện ngầm có nhanh hơn hay không vậy? Sẽ nhanh hơn. Vậy thì nó ở đâu hả? Phía đông. Phía đông? Phía đông là bên nào hả? Phía đông là bên này nè. Rồi, có đông tây nam bắc vậy. Hồng Kông thì khác, vào đường vòng thì quẹo phải, đi thẳng là quẹo trái là tới rồi. Cái gì là tay phải của tôi hay là tay trái của anh? Thôi bỏ đi. Vậy bây giờ tới trạm xe điện mất bao xa? Đại khái là 500 mét. Thôi. Tôi xuống xe. Tôi đi bộ qua đó ha. Vậy được.
không nhận dạng được khuôn mặt. 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 Tư tổng, xin chào anh. Tư tổng, tôi là thư ký của anh Tiểu Lệ. Tiểu Lệ, chào cô. Chào anh, mời bên này. Được. Tư tổng, vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, hệ thống chưa nhập dữ liệu xác nhận khuôn mặt của anh. Ngày mai là có rồi. Được. Sao rồi bà xã? Sao hả, hôm nay anh có thuận lợi không? Thuận lợi lắm, hiện giờ tới công ty rồi. Tư tổng, tới rồi, xin mời bên này. Trong thang máy không có sóng, lát gọi lại cho em. Alo bà xã, anh tới công ty làm rồi. Được rồi, em yên tâm đi. Alo, anh tới lầu 7 rồi, còn 3 lầu nữa mới tới lầu 10 lận. Thang máy ở trong nước là có sóng đó. Hồng Kông không có sao? Phải. Mọi người tạm dừng công việc trên tay. Vậy này là giám đốc điều hành mới lên chức của chúng ta, Từ tổng. Mọi người quan nghênh anh. Chào mọi người. Chào Từ tổng. Chào buổi sáng. Chào Từ tổng. Được. Từ tổng, mời bên này. Từ tổng. Đây là phòng làm việc của anh. Cường tổng mới đi công tác gần đây, phải một thời gian mới về. Được. Từ tổng, chúng ta thêm WeChat đi. Được. Từ tổng, cần uống cà phê không? Được đó, được. Cà phê cần thêm sữa béo không? Cái gì? Sữa gì hả? Cà phê cần thêm sữa không? Ồ, không cần sữa. Từ tổng à, sau này anh cần gì nữa, cứ gửi WeChat cho tôi. Tôi đi làm việc trước đây. Sao vậy? Cô xem đi. Túi nước tiểu. Vì cũng tươi cười quá ha. Cậu mới tới hả? Phải. Tôi nói cho cậu biết, Từ tổng mới tới á, bị yếu thận. Yếu gì hả? Là lưng gối đều đau, hai chân không có sức, không ngừng đi toilet, không phải yếu thận sao? Ai nói vậy? Ai nói tôi thận yếu hả? Sao vậy Từ tổng? Ai nói tôi yếu thận? Tôi không có nói. Không có. Tôi cũng không có. Cái gì vậy hả? Từ tổng nhờ tôi chuẩn bị những vật dụng, có túi đựng nước tiểu. Tôi đoán Từ tổng chắc là bị yếu thận, không ngừng đi toilet, cho nên mới cần túi nước tiểu. Tiểu Lệ à, tôi đã thêm cô trong phòng chat rồi. Thông tin quan trọng như vậy, tại sao cô lại gửi ở trong group vậy hả? Xin lỗi Từ tổng, tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh thôi. Túi nước tiểu tôi cần á, không phải là túi nước tiểu này. Vậy là gì hả? Đây, thứ tôi cần là cái này đây. Cái này. Sạc dự phòng. Sạc gì hả? Thứ này trong nước gọi là sạc dự phòng, không gọi là túi nước tiểu. Tôi mặc kệ. Cô làm một thông báo cho tôi, nói rõ chuyện này với tất cả đồng nghiệp ở trong công ty. Tôi không phải là yếu thận, mà tôi á là một người đàn ông trai tráng khỏe mạnh. Làm ngay tức thì. Khoan đã. Mọi người có từng nghe câu này không? Nghiêm túc quá thì sẽ thua. Nói giỡn danh thôi mà. Cười đi. Mọi người đừng có nghiêm túc như vậy mà. Đều là nói giỡn với mọi người thôi. Đều là người một nhà. Kinh cảng là một nhà. Nè, hôm nay á, tôi sẽ mời mọi người đi ăn trưa, ok? Hay quá! Cảm ơn Tư tổng. Cảm ơn Tư tổng. Không cần cảm ơn. Làm việc tốt nha. Ngồi đi.
ở đây là kiến trúc của Bắc Kinh cũ. Bắc Kinh là cố đô truyền thống của Trung Quốc, đã có 3.000 năm lịch sử kiến thiết và 800 mấy năm kiến thiết cố đô. Năm triều đại nổi tiếng trong lịch sử Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh, mọi người đều biết rồi, đều chọn ở Bắc Kinh chúng ta thiết lập cố đô. Đây chính là Tứ Hợp Viện, cũng có tên là Nhà Tứ Hợp. Nó là một kiến trúc hình thức hợp viện của Trung Quốc truyền thống. Cái bên này gọi là nhà chính, còn hai bên gọi là phòng Đông Tây. Vị trí đó là nhà kiếm tọa. Bốn phía đều là nhà dây quanh tiểu hợp viện này, nên có cái tên gọi là Tứ Hợp Viện. Mọi người tham quan đi ha. Tôi kiến nghị mọi người hãy bỏ điện thoại xuống hết. Chúng ta đừng nhìn thông qua màn hình điện thoại. Hay là chúng ta nhắm mắt lại, dùng tai nghe này, dùng tai lắng nghe âm thanh tháng ngày trước của kiến trúc này. Dường như mình nghe thấy được có tiếng trẻ em đang hát nhạc đó. Hả? Hình như tôi nghe được tiếng bán bánh bao vậy đó. Nè, tôi nghe được tiếng chim kêu ríu rít. Tôi nghe được tiếng của lá, được gió thổi thoáng qua đó. Tôi nghe được tiếng của đồng tiền. Gì hả? Cô có biết không, Tứ Hợp Viện chính là quốc bảo và đồ cổ. Cứ bán ra một căn là ít một căn. Mỗi viên gạch, mỗi một viên ngói đều là tiền cả. Nếu như chúng ta dùng góc độ đầu tư mà tính, Tứ Hợp Viện là thứ rất đáng để đầu tư, tỷ lệ kiếm lợi cao lắm đó, có đúng không? Tới chỗ tiếp theo. Hả? Bà xã. Ông xã. Xin lỗi bắt em phải đợi. Hôm nay anh sao rồi? Hôm nay hả? Đương nhiên ok rồi. Hay, cố lên. Được rồi. Tức là gì hả? Từ Thịnh Hạnh, đồng nghiệp dạy anh đó. Rồi anh dạy lại Từ Thịnh Hạnh ở Hồng Kông. Thế nhất à, nói cái này nhiều chuyện quá, rộng rãi quá đi. Ngày đầu đã hòa đồng với mọi người, không có cản trở ngôn ngữ. Anh giỏi quá đi. Quả là 100% người Hồng Kông. Ý, vậy còn em bà xã? Hôm nay em đi xem nhà đó, mới phát hiện nhà ở Bắc Kinh tỷ lệ tăng giá rất là cao. Wow, em cũng là 100% gái Hồng Kông đó. Ô, ông xã, điệu múa quảng trường bà gì trong truyền thuyết đó. Wow, quả là nghệ danh không bằng thấy tận mắt, có tạo hình luôn đó. Bà xã, đã tới lúc thể hiện rồi, đi thôi. Gì vậy, đừng có khùng nữa. Gì khùng chứ. Dù gì em cũng là luật sư, không được đâu. Anh biết, nhưng mà em đã quyết định sinh sống ở đây thì phải hòa nhập vào văn hóa bản địa mà. Em học căn bản lên là đúng rồi, đi thôi. Đừng mà. Dễ vui lắm ha. Anh hai chị dâu anh yêu nhau quá. Khùng thì có mấy chục tuổi rồi còn không trưởng thành. Đổi lại là tôi không chấp nhận được. Những điều anh nói một người làm thì hơi ghê gớm, hai người làm thì lãng mạn đó. Thì ra người khùng nhất là cô. Này, trở lại vấn đề. Nè, một lát khách tới nói tiếng phổ thông cô có được không đó? Cũng được thôi à. Một lát không phải thuyết trình sao? Fanny, không được vậy đâu. Bây giờ chúng ta có nhiều khách từ Trung Quốc qua. Tuy chúng ta ở Hồng Kông, nhưng mà chúng ta nhất định phải học tiếng phổ thông, mở rộng thị trường. Lát nữa để tôi đi. Xin chào. Tiền tổng. Mời ngồi, mời ngồi. Tôi đã xem clip của anh rồi. Phong cách rất phù hợp với sản phẩm mới ra của chúng tôi, Y Diệp Gương. Tôi muốn mời anh đóng quảng cáo. Anh thấy sao? Tôi sẽ dùng phương pháp hiện đại tân thời để diễn đạt cảm giác cô đơn đó. Hy vọng là có thể quyển chuyển giới thiệu sản phẩm của quý công ty. Xin lỗi nha, tôi hoàn toàn nghe không hiểu lúc nãy anh đã nói cái gì. Cái gì là CCC?
Sao nói đến từ Trung Quốc mà lại nghe không hiểu tiếng phổ thông? Hình như anh nghe không hiểu tiếng phổ thông của anh. À, để tôi nói lại lần nữa. Trần Tổng, đạo diễn nói anh muốn lợi dụng cách làm của chủ nghĩa hậu hiện đại để biểu đạt cảm giác cô đơn, giới thiệu sản phẩm của các anh một cách mềm mại. Thì ra là ý này đó hả? Tốt lắm, tốt lắm. Ý tưởng này rất tốt. Cô quá đáng vừa thôi, làm mất mặt tôi trước mặt nhiều người vậy. Vậy mà nói tiếng phổ thông của mình không tốt. Đâu có giỏi đâu, nói đại thôi à. Tại tôi thích coi phim cung đấu nên học được một chút. Tôi cũng thích coi phim điện ảnh hành động của Nhật mà. Vậy sao tôi không biết tiếng Nhật? Nè, nói mới thấy, anh mua nhiều khóa học của cô giáo Tiểu Mộng mà. Sao tiếng phổ thông của anh không tốt lên vậy? Nè, hay là anh theo anh trai của anh đi Bắc Kinh đi, để trau dồi thêm tiếng phổ thông cũng tốt. Tiếng phổ thông của tôi khó nghe tôi nổi, ngay cả tôi nhiều lúc cũng không hiểu. Tới Bắc Kinh phát triển, qua ở đó cạnh tranh rất lớn, người theo đuổi ước mơ cũng nhiều. Tôi qua đó sẽ thua thiệt với người ta thì có. Nè, còn nói mấy chuyện này nữa. Nè, ngày mốt đừng có hẹn ai quay phim. Ngày mốt không được. Sao vậy? Má tôi bắt tôi đi xem mắt. Xem mắt? Có cần lớn tiếng vậy không? Cũng đâu phải là lần đầu. Gia đình cô cổ hủ thiệt. Có ảnh đi xem không? Hả? Không được cười nha. Chắc chắn không cười. Người Bắc Kinh tới Hồng Kông học, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn làm việc tại ngân hàng đầu tư Hồng Kông. Nhìn cũng đẹp trai đó. Anh không cảm thấy trẻ trâu hả? Nè, chọn người yêu không thể chỉ nhìn vào bề ngoài của đối phương được. Nhìn bản chất chứ gì. Ngoài việc nhìn vẻ ngoài của đối phương cũng phải nhìn vẻ ngoài của bản thân nữa. Ý anh là gì? Thì ý của tôi muốn nói là vẻ ngoài chỉ là phụ thôi, còn rất nhiều thứ phải suy xét. Thí dụ như khác biệt văn hóa nè, hoàn cảnh trưởng thành cũng khác, rất dễ gặp xích mích đó. Nè, tôi cũng thấy vậy. Có phải anh không muốn tôi đi không? Dĩ nhiên là không muốn. Thật hả? Cô đi ai giúp tôi quay phim? Chính vì vậy thôi hả? Chính là vậy thôi. Hey, Ali. Hey. Ha, Funny. Hey, sao lâu quá vậy? Kẹt xe quá trời, vừa mới tan ca tôi chạy tới liền rồi. Nè. Uống gì đây? Nè anh chủ à, cho ly rượu trước đi. Đừng kêu ly, tụi mình kêu cả chai đi. Hả? Đừng đi xem mắt mà. Cô đừng đi mà. Penny à, cô đừng rời bỏ tôi mà. Ở đây cũng nhiều cửa tiệm ghê. Gì vậy? Quán ăn nè, chính là chỗ bán đồ ăn bản địa nhất Trung Quốc nè. Có đậu nành nè, có phá lấu. Phá lấu đậu nành, vậy chúng ta phải ăn thử mới được. Được đó, được đó, được đó. Anh gọi đi.
một chén phá lấu, hai chén đậu nành. Được. Món này ngon thiệt á. Phá lấu. Đậu nành. Đúng rồi. Cảm ơn nha. Đậu nành tới rồi, thử miếng đã. Trời bà xã, xem nói món này nổi tiếng lắm mà, sao nặng mùi dữ vậy? Em có biết gì đâu nè, em cũng mới thử lần đầu tiên thôi. Cái món này như là trò đùa vậy đó, nấu làm sao vậy? Cái này thì em biết đó, họ dùng bã đậu xanh thêm nước vào để lên men, hết lần này đến lần khác. Nghe đồn đây là món ngày xưa Từ Hy Thái Hậu thích nhất á. Bà Thái Hậu này gia tài cả đống mà không biết ăn, uổng phí quá, thiệt tình. Có thể bà ấy trăm công ngàn việc nên không rảnh ăn thôi. Vậy là giống Cường Tổng, CEO nhiệm kỳ trước của anh đó. Ổng làm việc rất khôn dữ nên nhiều đồng nghiệp không thích ông ấy. Bây giờ thì khác rồi, anh lên làm CEO, mọi người ai cũng đều tốt với anh hết. Anh giỏi ghê, lợi hại quá hoàng thượng. Hay là chúng ta ăn hủ tiếu xào bò được không? Hoàng thượng anh minh. Bảo Nhi, em có thể giúp anh mua túi này được không? Em mua được giá nhân viên mà. Anh muốn tặng cho em hả? Anh mua tặng cho má của anh. Mẫu này trẻ trung quá. Tại má của anh thích mà, đành chịu thôi. Ok, ngày mai mua giùm anh rồi đem tới sân bay cho anh luôn. Được, cảm ơn Bảo Nhi. Giúp cậu mua cũng được, trả tiền đi. Em với Lạng Lạng tự tính với nhau. Bảo Nhi à, anh về luyện hát đi. Đúng lúc anh ba tới, anh về trước nha. Hai anh em ngồi chơi đi. Nè Lạng Lạng, Lạng Lạng. Nè, sợ gặp tôi tới vậy hả? Nè, không phải tại anh nha, tại cậu ta sợ thôi. Anh ba à, tiết kiệm tiền đi, mua túi hiệu làm gì chứ? Anh kiếm tiền để mua túi hàng hiệu, còn em kiếm tiền chỉ để nuôi trai. Gì mà nuôi trai, sao nói khó nghe quá vậy? Không phải sao, nhìn em kìa, ăn xong phủi đít bỏ đi, bữa này ai trả cũng là em thôi. Lâu lâu có một bữa thôi, có sao đâu. Em cứ thanh toán giùm cậu ta, khi nào cậu ta thanh toán cho em. Nói gì vậy? Hốt em về, cưới em á. Em đâu có gấp. Hai đứa có bạn với nhau không? Cậu ta có về em ở lại Hồng Kông hay không? Thì ảnh không nói sẽ về Bắc Kinh sống với má ảnh mà. Ai biết được chứ. Vậy là được rồi, má ở Bắc Kinh thì người ta về Bắc Kinh. Vậy thì em gả qua Bắc Kinh. Nhưng mà người ta có nói cưới em không? Lỡ miệng rồi. Anh về xem livestream đi. Coi nhanh chưa tới đây đi ha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Sáng trưa chiều xem tám, cô lúc nào cũng đẹp. Mai mà có cô bên cạnh tôi đó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bye bye. Rồi, lên mạng cái đã. Ủa, hai cây kiếm đâu? Ê, chắc là Phinh đi cất rồi. Nè, hai cây kiếm trên mô hình robot của tôi đâu? Không có. Thôi vậy đi. Ai, có camera mà. Để tôi biết được cô làm mất thì cô chết chắc. Bữa đó mình xỉn. Không phải chứ, cô hôn tôi hả? Thật sao? Không phải đâu, mình nhìn lầm thôi. Phần đi,
Ê, tại vấn đề góc độ thôi mà. Tại vấn đề góc độ thôi chứ bộ. Nè, tôi không hề đụng vào nó, đừng đổ thừa tôi nha. Vậy anh tìm thấy chưa? Anh làm sao vậy? Mặt mũi trắng bệch vậy? Không khỏe hả? Xem có sốt. Không cần không cần. Thôi tôi đang bị đau họng, sắp sửa bị cảm rồi. Tôi sợ lây cho cô. Vậy tôi với anh đi khám. Không cần. Thật sự không cần mà. Cô không cần, đừng tốn nhiều thời gian vào tôi nữa. Trước đó cô nói là đi xem mắt mà. Anh chàng đó cũng được đó, cô tìm hiểu ảnh đi. Anh nói chúng tôi có khác biệt văn hóa mà. Thực ra có rất nhiều cuộc hôn nhân Trung Quảng đều rất thành công. Hơn nữa tố chất người Trung Quốc, nhất là nam giới, càng ngày càng cao. Cô có thể thử nói chuyện với họ, cái gì cũng thử xem đã. Tố chất nam giới Trung Quốc cao thật, nhưng nam giới Hồng Kông cũng tốt mà. Tâm hồn lại đồng điệu, tôi thích. Đừng. Cô thật ra tôi thích loại phụ nữ như cô giáo Tiểu Mộng vậy đó. Đây mới là kiểu cô gái mà tôi thật sự thích. Tôi hiểu rồi. Vậy là anh thích những kiểu môi đỏ mọng như vậy đúng không? Vậy nè. Ân nhân cứu mạng của anh. Không có sống. Anh ra ngoài nói với em. Anh ra ngoài nói với em ha. Sau khi anh tới Bắc Kinh, mỗi ngày phải gọi video call cho em đó. Nếu không, em sẽ rất nhớ anh rồi không ngủ được. Dĩ nhiên rồi. Vậy anh đi nha. Anh không muốn em tiễn anh thật hả? Không cần đâu. Chút nữa anh tự đón xe buýt, đi thẳng ra sân bay là được rồi. Hy vọng má của anh sẽ thích nó. Dĩ nhiên là má anh thích rồi. Anh đi nha. Dây an toàn cũng quên tháo. Bye bye. Bye bye. Alo, anh ba, anh đang ở đâu? Ở nhà của em đó, đang giúp em lấy hành lý nè. Cảm ơn, lại chắc chắn sẽ không ngờ chút nữa em cũng sẽ bay tới Bắc Kinh. Tạo bất ngờ cho anh ấy. Nè, dù gì vẫn chưa tới giờ, anh tới đây ăn đồ với em đi. Được. Em gái à. Ủa, anh ba, sao anh đem theo hành lý luôn vậy? Anh mua vé máy bay, để Bắc Kinh chung với em. Sao anh phải đi Bắc Kinh với em? Anh sợ em bay một mình buồn nên đi chung với em thôi. Mắc cười chết đi được. Nói đi, sao vậy? Tại sao? Anh cần bỏ trốn. Bỏ trốn? Anh đã làm gì sai? Sai là sai, chỗ anh quá đẹp trai. Anh phát hiện ra Fanny đã thích anh. Ồ. Em không thấy bất ngờ hả? Em không thấy kinh ngạc à? Có gì đâu kinh ngạc. Một người con gái học chung với anh từ trung học tới đại học, thành tích giỏi, chuyên ngành luật nhưng lại không học, cứ học ngành điện ảnh không kiếm được tiền gì cũng chung với anh. Sau khi tốt nghiệp, bao nhiêu việc không làm, cứ phải làm trợ lý cho anh, còn phải bù tiền ngược lại nữa. Không phải vì anh thì vì cái gì chứ? Em nói lý lẽ như vậy anh không biết cãi sao nữa. Anh ba, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. Sao anh phải sợ vậy chứ? Nè, để anh nói rõ trước nha, anh không phải sợ người đồng tính, anh chỉ sợ mất đi người bạn thôi. Nè anh ba, đừng xấu tính quá, gì mà sợ người đồng tính, người ta là con gái mà. Hey, bọn anh làm bạn với nhau bao nhiêu năm, anh đã coi cô ấy là nam rồi. Anh ba, trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề. Nói chung á, mỗi lần anh nghĩ tới vấn đề này á, anh đều muốn chơi game. Anh chơi tới mất ăn mất ngủ, anh không muốn chơi game nữa. Cho nên anh quyết định rời khỏi nơi này, ra ngoài hít thở bầu không khí mới. Vậy anh tới Bắc Kinh rồi định làm gì tiếp? Tất nhiên là kiếm anh hai, anh là nhân viên cao cấp mà, nương nhờ ảnh đó. Trùng hợp vậy, em cũng tính đi kiếm anh hai, dứt khoát đi theo anh hai ăn nhờ ở đậu. Bắc Kinh. Tôi tới đây. Mm,
thoải mái quá. Ai nói khí hậu Bắc Kinh rất tệ? Sao mình tới nhiều ngày rồi mà trời vẫn đẹp vậy? Tại vì chúng ta tới đây rồi, tất nhiên khí hậu sẽ tốt thôi. Sao rồi bà xã? Hôm nay em định đi đâu chơi vậy? Hôm nay em có hẹn với Lisa. Là người nào vậy? Đồng nghiệp cũ của em á. Lúc trước cổ làm giao lưu ở công ty em, chuyên đi giao lưu hai nơi đó. Bây giờ cổ đang ở Bắc Kinh làm. Được thôi, lát nữa anh tới gặp hai người nha. Hôm nay anh không cần đi làm hả? Hôm nay anh phải gặp CEO cũ, anh về công ty. Sau khi anh và anh bàn giao xong mọi thứ thì anh sẽ tới gặp hai người nha. Ở Bắc Kinh gì cũng tốt, nhưng lại bị kẹt xe. Anh phải đi làm sớm đi, đẹp trai không? Đẹp trai. Lát nữa gặp nha. Lát nữa gặp. Tạm biệt. Tạm biệt. Tư tổng, Cương tổng đã về rồi. Anh đang ngồi đợi trong văn phòng của anh. Được. Chào tư tổng. Xin chào Cường tổng, tôi tên là Từ Cá Nhân, tới từ Hồng Kông. Đã lâu không gặp, cậu Nhân. Anh chính là anh Cường mà. Wow, đã lâu lắm rồi không gặp đó. Đã nhiều năm không gặp, cậu không thay đổi gì hết. Wow, còn anh thì thay đổi rất nhiều, tôi suýt nữa không nhận ra anh luôn đó. Giờ nhìn anh ngầu quá trời, ra dáng xếp lớn đó. Nói đi phải nói lại, không biết cậu còn nhớ không? Lần trước chúng ta gặp nhau là ở đâu? Lần trước hả? Tôi không có nhớ lắm. Trên một chiếc xe du lịch. Hôm đó tôi ngồi ngay kế cậu. Cậu mua một cái hot dog, còn tôi mua hamburger. Sau đó cậu đã lấy lộn, cuối cùng thành ra bị đau bụng phải xuống xe. Cậu đoán xem nếu hôm đó người xuống xe là tôi, không phải cậu, thì cậu còn được ngồi ở vị trí này hay không? Nếu xét về năng lực á, rất nhiều đồng nghiệp năm đó đều không có giỏi bằng anh đâu. Mọi người đều cảm thấy chắc chắn anh sẽ được thăng chức. Anh nhìn anh bây giờ, từ anh Cường biến thành Cường tổng luôn. Quá giỏi. Nói đi phải nói lại, tôi cũng nên cảm ơn cậu. Nếu không phải hôm đó cậu tự dưng được thăng chức, tôi cũng sẽ không rời khỏi Hồng Kông tới Bắc Kinh để phát triển. Lúc đó một mình tôi tới Bắc Kinh còn lạ nước lạ cái, thật sự phải lăn lộn vất vả rất nhiều. Nhưng mà dù cực khổ ra sao, tôi cũng sẽ không về Hồng Kông. Ngày này qua tháng nọ, cuối cùng cũng có thành quả. Nhưng mà thế giới này thật sự rất kỳ diệu. Tôi cũng không ngờ sẽ gặp lại anh ở Bắc Kinh đâu anh Cường à. Bây giờ còn tiếp nhận vị trí của anh nữa. Thật ra thì thế giới này thật sự rất kỳ diệu. Tôi cũng không ngờ công ty chúng ta mới có thêm một CEO Đại Trung Hoa. Người đó gọi là Đại Cửu. Vậy sao? Sao tôi chưa nghe qua? CEO đó hôm nay vừa mới tới luôn đó. Hôm nay hả? Còn tôi thì sao? Cậu cũng là CEO, có nghĩa là phía trên cậu còn có thêm Super CEO nữa thôi. Wow, phía trên tôi. Chuyện gì vậy? Anh đã điều tra người đó chưa? Cậu cũng quen biết người đó mà. Tôi cũng quen. Tôi thực sự nghĩ không ra đó. Super CEO phía trên cậu chính là tôi. Không cần căng thẳng như vậy, chúng ta đều là người Hồng Kông, tôi nhất định sẽ chiếu cố cậu. Cố lên. À, bây giờ công ty đang có một hạng mục mới, phải quy hoạch và phát triển lại công xưởng bỏ hoang ở Phòng Sơn. Mục đích là biến mảnh đất hoang đó có lại giá trị kinh tế của nó. Tôi sẽ giao cho cậu. Vừa mới vào đã kêu tôi giải quyết một vụ lớn như vậy. Tôi vừa mới nhậm chức thôi anh Cường. Cường tổng, cậu Nhân, lần này là cơ hội tốt để anh thể hiện năng lực của mình. Nếu giải quyết được thì ở lại, còn không được thì dọn hành lý về Hồng Kông. Tôi sẽ kêu Tiểu Lợi gửi tài liệu cho cậu. Còn nữa, bây giờ tôi sử dụng phòng này, không còn việc gì thì ra ngoài đi. Vậy không làm phiền anh nữa. Tư tổng, đây là văn phòng làm việc mới của anh.
Tư tổng, Vân tổng kêu anh đi khảo sát thực địa ở công trường. Kêu tài xế tới chở tôi đi. Xin lỗi anh, anh đã không còn tài xế riêng nữa. Còn nữa, ngày mai anh phải dọn khỏi ký túc xá. Cô đang nói giỡn thôi phải không? Tôi phải dọn đi đâu? Tư tổng, hay là anh vẫn nên kiếm một nơi để dọn tới đi. Nơi này còn xa lạ với tôi, cô làm giùm tôi đi. Tôi có thể làm nếu ngoài công việc. Ngoài công việc là sao hả? Tôi không còn là thư ký của anh nữa. Thôi được rồi. Vậy thư ký của tôi lại. Anh đã không còn thư ký nữa rồi. Ê, cô hãy mau nói cho tôi biết, bây giờ tôi đang nằm mơ đi. Anh không có nằm mơ đâu. Anh đã bị đầy xuống rồi. Đầy xuống là cái gì nữa? Anh bị đầy xuống có nghĩa là anh bị giáng chức rồi. Thật không ngờ cô cũng tới sống ở Bắc Kinh. Chính tôi cũng không có ngờ. Ai biểu ông chủ quân xã tôi coi trọng ảnh tới như vậy, cố tình điều ảnh tới Bắc Kinh để làm CEO. Tôi cũng hết cách rồi. Thuyền theo lái, gái theo chồng mà. Vậy là cô thật sự không định lập lại nghề luật sư hả? Tôi làm được, chắc chắn cô cũng làm được. Cô có lòng tin ở tôi luôn hả? Nếu người Hồng Kông muốn làm luật sư ở đại lục thì phải vượt qua được hai cửa ải. Đầu tiên là vượt qua kỳ thi tư pháp của quốc gia và được cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp luật sư. Thứ hai, kiếm được một văn phòng luật sư nội địa để ký hợp đồng thực tập một năm, sau đó xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Mấy thứ cô nói tôi đều hiểu, nhưng mà tôi có cửa ải thứ ba phải vượt qua. Cửa ải thứ ba sao? Chính là ông xã của tôi đó. Thỉnh thoảng ảnh cũng có một chút gia trưởng. Ảnh không có thích tôi ra ngoài đi làm kiếm tiền. Cô biết mà, mặc dù đồ ở Bắc Kinh vừa mới hơn, vừa đầy đủ hơn Hồng Kông, nhưng ngày nào cũng dạo phố mua sắm cũng sẽ chán. Vậy là cô đã suy nghĩ kỹ, là một bà chủ mà cô nói sao? Bà chủ gì chứ, đồ ăn ở Bắc Kinh ngon như vậy, tôi không làm chủ được cân nặng. Cạn ly. Tới nơi rồi nha. Tới rồi. Nơi này là đâu vậy? Định vị là ở đây mà. Đúng rồi. Anh chắc chắn chưa hả? Chắc chắn. Bao nhiêu tiền vậy? Tôi không có nhận tiền mặt đâu, chỉ nhận Alipay thôi. Nhưng mà tôi không có Alipay. Vậy trả kiểu gì? Ê, không cần trả nữa. Bạn của anh trả giùm anh luôn rồi. Chắc là thư ký cũ. Đúng là hoàn nạn thế chân tình. Anh gì ơi, không thấy nổi chứ, sao nhìn anh như muốn khóc vậy? Khóc cái đầu anh đó. Bây giờ tôi còn không biết nơi này là đâu nữa nè. Ôi trời ơi, lúc nãy tôi cũng tính hỏi rồi. Nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi mà. Anh còn tới đây để làm cái gì chứ? Không biết anh đang nói cái gì nữa. Thôi kệ, cảm ơn nha. Alo anh hai, anh đoán xem bây giờ em với anh ba đang ở đâu? Có gì thì nói đi. Tụi em đã ở sân bay nè. Em và anh ba chuẩn bị tới Bắc Kinh thăm anh đó. Bất ngờ chứ? Quá là bất ngờ luôn đó. Anh hai, tới đó nhớ dẫn em đi quẩy nha. Hẹn ở Bắc Kinh. Hẹn ở Bắc Kinh.
À, thật ngại quá, văn phòng chúng tôi nhận được thông báo trả nhà của anh chị, cho nên xin mời anh chị dọn dẹp đồ đạc của mình rời khỏi đây. Tôi không biết anh đang nói cái gì, anh kêu quản lý của anh qua đi. Bà xã, anh ta nói gì vậy? Em cũng không biết nữa, tự nhiên chạy tới đây đuổi chúng ta đi kìa. Làm phiền đợi một chút, chúng tôi nói chuyện với nhau đã. Bà xã, mình qua đó đi. Bị điên rồi, tự nhiên đòi đuổi chúng ta. Bà xã, em đừng có giận mà. Thật ra nơi này cũng đúng là rất tốt, anh cũng rất thích. Nhưng mà chỗ này trùng hợp là vị trí bị kẹt xe đó. Lần nào anh đi làm cũng đều bị trễ giờ hết, nên anh mới phản ánh với công ty. Chắc là công ty cũng phản ứng rất nhanh, đã sắp xếp chỗ ở mới cho anh rồi đó. Thì ra là vậy, làm em hết hồn à. Chứ em tưởng là chuyện gì? Em tưởng là anh bị đuổi việc rồi. Sao có thể chứ, anh là CEO mà, chỉ có anh đuổi người ta, không ai dám đuổi anh đâu. Nhưng mà em không nỡ bỏ thằng mấy. Anh cũng vậy. Nhưng mà có lẽ ở chỗ mới có thằng mấy rộng rãi hơn. Hôm nay Ali với Bảo Nghi gọi cho em, họ nói là đã xuống máy bay, anh có biết hay không? Được rồi, lát nữa anh sẽ gửi địa chỉ mới cho tụi nó. Hai cái đứa này thần thần bí bí, tự nhiên là chạy tới Bắc Kinh à. Này, thôi kệ tụi nó đi, chúng ta dọn đồ thôi. Chưa gì đã đi rồi. Anh mới gọi taxi hả? Đúng rồi. Tài xế riêng đâu? Hôm nay tài xế riêng xin nghỉ phép đó. Mà anh cũng mất công phải đổi tài xế khác. Được rồi, đi thôi. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.